Buổi trưa của sinh viên nghèo. Sinh viên nghèo các bạn. Sinh viên nghèo đây. Ăn khoai lang các bạn ơi. Sinh viên nghèo lắm. Sinh viên dân tộc thiểu số. Nè nè cái này, nè nè cái nồi nó ra chứ. Thầy hiệu trưởng thấy bây giờ. Đây bạn sinh viên nghèo các bạn. Bạn thấy đẹp trai không? Mấy bạn thấy em tôi đẹp trai cho một share một like nha mấy bạn. Xúc chứ. Một xúc nha mấy bạn. Đây trước bức giới đấy bạn. Sinh viên nghèo ăn xì dầu đây. Ăn cá. Đây ông thầy đây. Ông thầy của Trâm Anh đây. Bút bút. Đây mấy bạn. Thằng em nè. Sinh viên nghèo ăn khoai. Xuống thành phố hoặc ăn khoai. Đâu có nương rẫy đâu mấy bạn. Đâu có nương rẫy đâu trồng lúa mấy bạn. Có khoai ăn thôi mấy bạn. Khoai rừng. Đây mấy bạn phòng tôi đây. Đây. Hello. Hello. Anh thế. Đây mấy bạn nha. Đầy đủ ở đây nha. Đây thằng Trung Quốc kia. Đây biết hát tiếng Trung Quốc. Thấy người ta làm vlog, thấy người ta làm tự nhiên mà không phải không? Ừ, tự nhiên rồi. Tự nhiên là ăn tự nhiên nha. Em thích tự nhiên không bà? Bọn mày bè. Tự nhiên hơn đấy. Anh em đang mua cày game. Đây các bạn, ăn xong vô nhà vệ sinh luôn các bạn ơi. Vô nhà vệ sinh làm gì thì mấy bạn đón xem phần tiếp theo nha. Thôi chào mấy bạn nha. Đào trà đây đã. Chào chào thế này đi.